À, chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. À, cái video này chúng ta sẽ cài đặt cái Prime MG, tức là một cái component để mà mình dùng trong cái Angular. Cái này nó rất là hay. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Em sẽ tạo ra một cái series mới, là cái nhánh mới, rồi giống như là mình dựa vào cái component này để mà hướng dẫn cho tương lai các bạn là muốn xài giống như là dụng như không tốn tiền đó, free, nó cũng giống như cái material thôi nhưng mà nó có nhiều cái hay ho hơn nhiều. Dĩ nhiên mình muốn trả tiền để mình có thêm này nọ cũng được. Ok rồi, bắt đầu đi. À, rồi thì các bạn có thể vào Google đó mình bấm chữ Prime NG thì nó sẽ hiện ra như này. Cái chữ Prime giống như là số nguyên tố vậy đó, đại khái thì mình vậy cho nên dễ nhớ. Không, NG. Rồi xong rồi ví dụ như mình vô này, icon là nó có rất là nhiều những cái icon để mà mình xài ha. Ví dụ như mình muốn ví dụ như mấy cái drop down thì đó nó làm sẵn mấy cái này hết rồi. Thì mình chỉ sử dụng thôi. Đó, thì khi chúng ta đi làm thiệt chúng ta cũng phải làm như vậy. Chứ không ai ngồi viết hết mấy cái từng cái nhỏ nhỏ này bằng cái JavaScript thuần hết trơn đó. Ok. Thì những cái này ví dụ như đánh đánh đó, thì nó ra những cái này hay ho cho mình. Ok, nó có rất là nhiều, nó có nhiều lắm, giống như tha hồ mà xài. Thì những cái này là những cái thư viện. Thì thật sự đi đi làm thì chúng ta có rất là nhiều cái component, nhưng mà mình thấy cái component là material UI với lại cái Prime Engine này nó ngon lành. Dĩ nhiên nó cũng còn có nhiều cái khác lắm nhưng mà cái ý tưởng nó vẫn là chung thôi. Mình biết một cái là mình làm mấy cái khác nó không có cái gì mà phức tạp hết trơn. Ok, cái button này là nói chung là đại khái giới thiệu cho các bạn thấy, ví dụ như full calendar nè đó, nó thấy nó có làm rất là nhiều. Ví dụ như mình có những cái nhu cầu này thì mình dùng cái component của người ta rồi mình học cách xài thôi là được rồi. Ví dụ như organization chart rồi này nọ nè, thấy không? Đây rồi, đó giới thiệu thôi, giới thiệu nhiều quá cái nó video dài thì khổ. Rồi, đầu tiên thì cái app chúng ta sẽ chạy như vậy. Rồi bây giờ mình vô trong app component, mình xếp lại, mình làm mới. Ok, rồi cái app của chúng ta là bình thường nó là như vậy, coi như là bắt đầu. Rồi. Rồi bây giờ mình vô cái website của nó, mình cũng cài hai cái này vô, cái thư viện của người ta mà. Đó.
thử đây. Rồi, trong lúc đó, mình cài thêm cái icon nào vô nữa không? Rồi sau đó đó cái style, ok kệ nó đi. Rồi cái mình thử dùng cách xài coi nó làm sao thôi. Để khi mà chúng ta kiểm tra đó, mình có thể vào cái package.json thì bây giờ mình sẽ thấy nó không, prime icon prime ng là nó ok, coi như chúng ta đã cài sẵn sàng rồi đó. Đây, rồi bây giờ xài thử một cái component coi sao. Rồi thì mình có thể search mình button, ví dụ mình làm button đi đó, thì nó có đóng button ở đây đó, mình có nhiều cách để xài không, mình thử coi cái mình thì coi cái document nó viết làm sao, ví dụ như nó import cái kiểu như vậy rồi nó xài kiểu như vậy, mình coi cái source code này nọ. Ok, mình có thể giống như là để mình thực tập á mà. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể thử import cái này vào cái trang cái trang ví dụ như app, cái trang này luôn đi. Ok, ngoài cái HTML thì chúng ta sẽ cài cái button, dùng cái button nó như, giống như vậy à, cũng cái type là button label rồi này nọ, cái này là bình thường không à, mình có thể dùng một cách, mình có thể dùng bi gạch button à, giống như là mấy cái này là mấy cái thẻ người ta làm, cái component làm các bạn coi theo cái nhánh Angular 9 hay Angular 12 đều có hướng dẫn mỗi cái component mình làm riêng thì nó có cái tên riêng không. Rồi bây giờ trong cái code của chúng ta sẽ dùng button module, ví dụ như vậy đi, mình làm vậy à, mình chạy thì nó báo error tùm lum. Ok, rồi thì chúng ta sẽ thiếu cái giống như là cái module này, mình phải import ở trong app module. Ok, bây giờ mình app module nè, ví dụ như mình để đây ha, button module thì mình để trong cái đám module nhau, ví dụ mình xếp lại đi coi nó compile lại cái nó success rồi nè ha, nó ok nè. Thì thật sự hình như là ở trong đây mình như thế này mình cũng không cần, khi mà mình để giống như trong cái app module là mọi nơi đều biết. Rồi bây giờ mình ra cái code của chúng ta chạy coi sao đó, cái button click có rồi ha, dĩ nhiên nó chưa giống cái của nó. Của nó thì nó có thể nó dùng màu mè rồi này nọ, để mình coi thử coi nó sao. Ví dụ như cũng bình thường ha, cái CSS rồi CSS của nó không có, như vậy là nó có khai báo ở trong cái để coi coi nha, style này không có ở trong cái để coi cái package JSON, tconfig JSON. Ok, thí dụ code của nó khai báo ở ngoài cái index, nó có nhiều kiểu để mà mình khai báo, mình dùng cái prime icon này nọ lắm không. Thì cái style sheet nè, bây giờ mình thử cái của nó coi. Bây giờ mình copy mình bỏ vô cái index của mình này. Thì làm nó bắt trước không à. Đó. Coi nó có đổi gì không? Không đổi gì thì mình coi cái refresh. Cái này báo gì tùm lum la nè. Để coi coi nha, chắc nó thiếu cái này đó. Ok. Đây thì ra trong cái angular.json là có style nó làm vậy nè. Ok, mình copy cái đoạn này, ví dụ như mình vô trong angular.json mình thấy ở đâu đó có chữ build architect gì này, architect gì này nọ nè. Mình vô angular.json architect cái style đây. Cái style bây giờ mình chỉ cần giống như là làm thêm của nó là mình có cái này ha, mình copy cái này. Thêm dấu phẩy vô. Save. Dĩ nhiên icon chắc là không cần đâu, icon không cần, nó giả bộ mình đóng nó đi, mình chưa xài, chừng nào xài tính sao nha. Rồi cũng không có thể có màu mè hết. Ok rồi chúng ta chỉ cần giống như là cái prime icon với lại cái prime ng rồi nọ thôi, mình chưa có xài những cái thứ khác, thằng chi mình có nhiều hơn đó, nó báo error. Ví dụ như mình coi cái code của người ta nè. Đó, ví dụ như mấy cái flex rồi mấy cái full calendar rồi mình chưa có xài, giống như là lịch rồi đó mình chưa có xài, mình bỏ vô thì nó báo error, thì cái đó từ từ mình cài thêm sao. Nhưng mà rồi về căn bản là chỉ là như vậy thì nó có mấy cái button ha. Bây giờ mình thử cái giống như là mình thử cái khác đó, nó sao, nó có cái nào để mà mình mấy cái component khác á, ví dụ như mấy cái component này đi, mình thử coi có nó có gì cái phức tạp không. Đó, bây giờ nó cũng tương tự nè, mình import cái này vào trong cái module của chúng ta là app module ha. Cái này sẽ xuống nha, thật sự mình có thể làm hết luôn cũng được, nhưng mà làm thử một hai cái rồi coi chơi cho biết, rồi khi mình làm cần á, mình cần làm á, mình sẽ dùng cái nào thì mình sẽ bỏ vô rất là nhiều. Ok thì cái code là coi coi
có cái sample code của nó, ví dụ như cái này số, ok, symbol car advance, ví dụ như có advance ha. Mình nhấn cái này coi. Ok rồi, ví dụ như mình muốn xuống hàng đi, ok, cho nó đừng có lưu sờ bù giống như mấy cái bích tành này mà cũng vậy, muốn xuống hàng ha. Ví dụ như mình nói prime entry đi, xuống hàng, xem rồi đây, rồi nó báo error hay gì không, ok, rồi không báo, chắc là mình không có picture đó, ok, nhưng mà kệ, rồi sao, đó thấy không, mình không có picture ở đây nè, đó, refresh, thì các bạn thấy một cái car, một cái giống như là một cái, không biết một cái car là tiếng tiếng Việt nó là cái gì, rồi bây giờ mình bỏ cái image đi, bây giờ giống như là mình chưa có cái hình, rồi, là một cái component nữa, là coi như là mình đã xài thêm một cái nó gọi là symbol card, ok, rồi nó có, nó còn có nhiều lắm, là menu thì dĩ nhiên trong lúc mình làm đó thấy không, mình sẽ xài rất là nhiều những cái thứ này, mình đâu có ngồi mình làm chi cho nó mệt đúng không, rồi, ok, rồi thêm thêm cái form menu này cho các bạn nó luôn, ok, thì rất là dễ luôn, import khi mà mình xong rồi cái mình import nè, mình muốn cái thằng nào thì mình import vô, ví dụ như có rồi thì thôi, thường người ta import hết cũng được, tại vì khi mà mình import xong á mình không xài á, mình combine nó chạy nó cũng bỏ ra. Ơ, cái này bị sai rồi. Rồi, coi coi nó báo gì. Có cái nào. Rồi. Thí dụ như cái này ha, mình import vô trong cái main của mình, cái component chính. Ha. Rồi xong rồi mình cái này mình bỏ ngoài HTTP. Ngay chỗ này. Adam là dĩ nhiên mình chưa có, mình phải vô cái component mình khai báo đúng không, component nằm đây chứ nằm ở nè, vô mình coi đó, mình copy luôn cái này nè đó, cho nó có data luôn nè, copy save, mày báo gì à, không có initialize, cho nó bằng không, bằng null luôn đó, ok, chạy thế coi đó, thì mình các bạn có thấy menu rồi thấy không đó, thì bây giờ đó giống như là mình tùy theo cái nhu cầu của mình thôi, mình muốn cái gì đó thì mình làm, đó là mình để đâu đó, mình để đó, mình chỉ có dùng của nó, còn mình muốn icon khác đó, thì trên đây nó có cái tỷ icon tha hồ mà giờ mà để vô rồi coi cái nào nó hợp với lại đó của chúng ta, ok, rồi thì coi như hướng dẫn cho các bạn cái xài cái prime entry. Thì dĩ nhiên mới là cơ bản thôi, nhưng mà lúc mà mình xài, bắt đầu mình mới xài những cái component, cái cục nào mình bắt đầu mình theo cái cách mà mới vừa hướng dẫn rồi thì mình cứ thêm vào rồi, ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, ngày hẹn gặp lại các bạn ở video kế, bye bye.